con tuyệt đối không được phép nhắc đến bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon nữa. Con nghe ta nói đây, nếu bây giờ để người khác phát hiện ra trước đây từng bán sách cho Thế tử Sa Đông thì gia đình chúng ta khó mà giữ được mạng sống. Chính tại ta đã nghe rõ ràng mà. Con bé hỏi ta có biết bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon không? Làm tim của ta chút nữa thì rớt ra ngoài. Mà sao ở Giang Xuân lại đi tìm cuốn sách đó chứ? Vậy rồi ngươi đã nói gì hả? Còn nói sao được nữa, ta đã phải gạt ngay đi chứ. Chuyện chúng ta từng là người bán sách cho Thế tử ở Sa Đông, nếu như để lộ ra sẽ lớn chuyện. Nhất là bây giờ để có thể minh oan cho Thế tử Điện Hạ Sa Đông mà vị Phong Lưu công tử kia đã khiến khắp nơi náo loạn. Vậy thì tốt rồi, đó là việc chúng ta không nên biết. Dù cho Giang Xuân có hỏi như thế nào cũng tuyệt đối không được nói. Ừ, nghe chưa? Cha ơi, nãy cha và đại thúc nói là hai người đã từng bán sách cho Thế tử Sa Đông sao? Và cha cũng biết bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon sao? Sao cha phải giấu kín nó chứ? Cuốn sách đó, ôm sách con đại nhân đang thật sự cần đến nó chứ. Nghe đây, con tuyệt đối không được phép nhắc đến bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon nữa. Con nghe ta nói đây, nếu bây giờ để người khác phát hiện ra trước đây từng bán sách cho Thế tử Sa Đông thì gia đình chúng ta khó mà giữ được mạng sống. Con chắc tên Sony đó biết về bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon không? Con nghe ta nói này, nếu bây giờ để người khác phát hiện ra trước đây ta từng bán sách cho Thế tử Sa Đông thì gia đình chúng ta khó mà giữ mạng sống. Đây là 20 lượng. Tạm thời với thân phận người bán sách, hãy tìm giúp ta bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon. Không được, giờ tôi có gì cần phải làm rồi. Thật sự ta chỉ tin mình ngươi thôi. Nhờ vào ngươi, ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý. Tôi đại nhân, chính thuộc hạ của đại nhân từng nói Phong Lưu công tử đã dùng bút danh của Thế tử Chung Hyeon đó. Phong Lưu công tử chính là người đã biết về bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon đó. Vì Phong Lưu công tử đã dùng bút danh của Thế tử Điện Hạ Chung Hyeon. Bản ghi chép của Thế tử có liên quan gì tới Phong Lưu công tử vậy? Nó là ghi chép của người đã từng tồn tại sao? Người của ta có lẽ nhầm lẫn gì đó nên mới nói vậy. Việc đó tôi đại nhân. Việc Xuân Y đại thúc biết về sự tồn tại của bản ghi chép của Thế tử Chung Hyeon, tôi mong chỉ mình đại nhân biết chuyện này thôi. Chuyện này phải giấu vì tôi còn một lý do quan trọng khác nữa. Có điều tôi sẽ nhờ thúc ấy tìm kiếm thêm một lần nữa coi sao. Nên ngài đừng quá lo lắng nữa.